Thân mến chào quý phụ huynh và các con yêu quý. Để giúp quý phụ huynh và các con hiểu về cách thức tham gia các lớp online, thầy Kiên xin giới thiệu một số chi tiết cơ bản trong video hôm nay. Hình thức dạy học online thầy Kiên đang áp dụng dựa trên 3 nền tảng nổi tiếng và được tin dùng nhất trên thế giới hiện nay, đó là phần mềm học trực tuyến Zoom Meeting, phần mềm quản lý lớp học Google Classroom và phần mềm tương tác lớp học Classdojo. Vậy một buổi học sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý phụ huynh và các con dạo một vòng quanh một lớp học tại Zoom. Để bài cho được chất C mà rút gọn, câu B tính giá trị của C, câu C là tìm x để C bằng. Như ta thấy, thầy trò có thể cách nhau hàng nghìn cây số nhưng không khác gì đang trong một căn phòng. Vậy thầy và trò sẽ tương tác với nhau như thế nào? Con chào thầy ạ. Chào thầy. Con chào thầy. Ngày mai con thi thanh xuân đấy thầy ạ. Ngày mai Minh Anh thi rồi. Những ai thi thanh xuân? Bằng Châu có thi thanh xuân không? Không ạ. Mai Anh, Khánh Chi? Không ạ. Hôm nay Khánh Chi với lại Mai Anh có thi Cầu Giấy không nhỉ? Không ạ. Hình như đề Cầu Giấy năm nay dễ hơn mấy đề năm khác đúng không thầy? Năm nay đề Cầu Giấy tương đối dễ. Trên lớp học Zoom, gần tương tự như học trực tiếp, thầy trò có thể hỏi đáp, nói chuyện với nhau, truyền cảm hứng, khích lệ lẫn nhau, đùa nhau, thậm chí mắng nhau với đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Ngoài ra, thầy trò có thể trao đổi với nhau qua comment, gửi hình ảnh, tư liệu, gửi video trực quan hơn lớp học tập trung. Toán thầy Kiên bám theo chương trình toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hình thức giảng bài qua bảng phấn gần gũi và quen thuộc kết hợp với phương pháp minh họa độc đáo, kích thích não bộ giúp các con hưng phấn, tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên từ thực tế. Chú trọng phát triển năng lực tư duy vừa dễ hiểu đối với học sinh yếu, vừa thú vị đối với học sinh giỏi. Tại mỗi buổi học, các con sẽ được làm nhiều bài thực hành cùng với một chiếc đồng hồ đếm ngược, có thể yêu cầu thầy gợi ý khi cần, và có hỏi đáp, chữa bài, rút kinh nghiệm, giúp các con hiểu bài và thành thạo kỹ năng ngay tại lớp. Tài liệu học tập thì được biên soạn riêng một cách khoa học, được lưu trữ trên lớp học tại Google Classroom để các con in ra hoặc đọc trực tiếp. Mỗi buổi học các con đều có bài tập về nhà, sau khi hoàn thành sẽ chụp ảnh nộp bài để thầy chấm điểm và nhận xét từng chi tiết. Năng lực của các con được theo dõi thường xuyên, đánh giá định kỳ theo các mục tiêu của năm học. Thông qua phần mềm Classdojo, phụ huynh có thể nhận được thông báo ngay lập tức mỗi khi con hoàn thành một nhiệm vụ hoặc được nhắc nhở chú ý. Những bạn cần hỗ trợ đặc biệt sẽ được thầy phụ đạo riêng hoặc theo nhóm một số buổi để bắt kịp lớp học. Những bạn học tốt hơn sẽ được thầy phụ đạo nâng cao để phát huy tối đa năng lực và đạt được các mục tiêu cao hơn. Để tham gia lớp học, các con cần máy vi tính có webcam hoặc máy tính bảng, thậm chí là điện thoại smartphone. Điều quan trọng là cần có kết nối internet ổn định để bảo đảm tín hiệu video được nét.